Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trong giai đoạn mới. Đây là chủ đề của hội thảo do Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng ngày 17 tháng 4. Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, mùng 10 tháng 5 năm 1959, mùng 10 tháng 5 năm 2024. Tại hội thảo, Thường trực Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, theo tinh thần nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Nội dung của hội thảo xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đảng ủy khối đã nhận được 20 ý kiến tham luận. Các tham luận đã khẳng định vai trò trách nhiệm của cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đánh giá những thuận lợi khó khăn từ thực tiễn chi bộ, đảng bộ cơ sở, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng nhằm khắc phục hạn chế, đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đi vào nề nếp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng ngay từ cơ sở.